Hôm nay xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau ở trong bản điểm tin tuần vào ngày thứ sáu một tuần làm việc rất là nhanh đúng không anh chị vừa mới bản tin tuần video số một trăm sáu mươi tám chúng ta phân tích tuần từ ngày 13 ba đến ngày 17 bảy tháng ba trong đó thì index sẽ có một cái vùng xoay chiều ở quanh vùng một nghìn bốn mươi điểm đó là cái vùng để chúng ta xác nhận xu hướng và trong tuần vừa qua thì nhìn chung về mặt thị trường thì chúng ta cũng đã có một tuần giao dịch tương đối thành công và uh, chúng ta có thêm uh, một số các cái uh, góc nhìn mới một số các cái tình tiết mới trong đó dòng tiền bắt đầu có xu hướng quay trở lại nhóm ngành chứng khoán quay trở lại nhóm ngành uh, banh quay trở lại nhóm ngành bất động sản dân cư và một số uh, các cái ngành khác ví dụ như thép đó vậy thì uh, và kết hợp với một cái uh, nhịp phân tích chúng ta đã phân tích một cái chu kỳ sóng tăng từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 kết hợp với uh, trong tuần vừa qua bắt đầu xuất hiện dòng tiền đánh một số các cái sóng ngành thì đấy là một trong những cái yếu tố rất thuận lợi để chúng ta kỳ vọng thị trường chung sẽ tiếp tục phục hồi ở những tuần giao dịch tiếp theo. Ở thời điểm hiện tại thì như các anh chị em cũng biết trong tuần vừa qua thì <laughs> chúng ta có một cái sự biến động rất là mạnh của chỉ số Dow Jones đặc biệt là Dow Jones đã bị mất cái vùng hỗ trợ 32.500 điểm. Và khi cái vùng đó nó bị mất thì chỉ số Dow Jones của chúng ta sẽ quay lại vùng 31.000. À, 31 000 à, đây, đây, đây. À, chỉ số Dow Jones sẽ quay lại vùng 31 năm và vùng 31.8 để tích lũy trở lại. Và rất may là trong tuần vừa qua cái vùng này nó đã được giữ vững và phiên giao dịch của ngày hôm qua thì chỉ số Dow Jones đã quay trở lại phục hồi ở khoảng 1,17% và quay lên mốc 32.200 điểm. Đấy là một trong những cái tín hiệu rất quan trọng để giúp cho giúp cho cái gì ạ? giúp cho tâm lý của nhà đầu tư uh, chúng ta ổn định, giúp cho thị trường chung ổn định và giúp cho có thể gọi là thị trường chứng khoán toàn cầu ổn định chứ không phải mỗi thị trường chứng khoán Việt Nam. Như vậy thì uh, bản chất vấn đề ở trong thời điểm hiện tại đó là gì? Phiên giao dịch của tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục kỳ vọng Dow Jones có thể lấy lại được ở vùng 32.500 điểm hoặc ít nhất là nó sẽ uh, tiếp tục có một cái nhịp trả cung nhẹ ở đây và nó tích lũy lại ở mốc khoảng 31.000 mấy đây này chỗ này không biết là 32.000 mốc 32.000 Ok các chị đó thì nó sẽ tích lũy lại ở mốc 32.000 điểm để chúng ta chờ những cái thời cơ chờ những cái cơ hội để nó quay trở lại đánh lại ở cái vùng cao hơn còn hiện tại ở trong nước của chúng ta à, chúng ta nói về nội tại thị trường à, về tất cả những cái chính sách vĩ mô của nhà nước của chúng ta thì thứ nhất bước đầu tiên là chính phủ đã chỉ đạo để giải quyết cái vấn đề đáo hạn trái phiếu ở trong năm 2023, những cái câu chuyện ngắn hạn thì như vậy là cái câu chuyện là đã thúc đẩy các cái ngân hàng để người ta, một số các ngân hàng là lấy những cái tài sản đảm bảo và mua lại để và thế chấp lại những cái tài sản đảm bảo của của những cái người mà cần bán lại trái phiếu. đó vậy thì như vậy những cái chính sách như vậy thì nó sẽ dẫn đến cái câu chuyện là gì? nó sẽ giảm tải được cái áp lực mà ồ ạt nhà đầu tư rút hàng loạt về trái phiếu gây những cái khó khăn rất là là khó khăn ngắn hạn cho doanh nghiệp hoặc là cho cho ngành banh đó thì đầu tiên là chính phủ đã có những cái chỉ đạo về à, những cái chính sách tài khoá liên quan đến trái phiếu tiếp theo thì chính phủ tiếp tục có những cái chính sách về gói 120.000 tỷ và trong tuần vừa qua thì nó cũng đón nhận cái thông tin là gói này không chỉ giới hạn là những khách hàng những cái, cái công ty nó chuyên về nhà ở về xã hội đâu nó mở rộng thêm được những cái đối tượng khách hàng khác cũng có thể được tiếp cận đến những nguồn vốn trong khoảng 120.000 tỷ, ok. cái ý thứ ba nữa là gì? nó đang có những cái chính sách tài khoá uh, đang dự thảo và cũng đang họp để uh, cung cấp những cái nguồn tiền, nguồn vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. vậy thì đấy là những cái thông tin rất là tích cực để có thể giúp cho thị trường chứng của khoán của chúng ta có những cái uh, thông tin tích cực hơn, tối ưu hơn và uh, kỳ vọng là cái câu chuyện là thị trường đã hình thành được con sóng từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3. Sau khi nó xác nhận chân sóng và đến tuần này thì dòng tiền bắt đầu quay trở lại một số các nhóm ngành chủ lực. Và khi dòng tiền quay lại một số các cái nhóm ngành chủ lực đó cộng hưởng với cái sự phân tích về index tạo đáy tạo nền ở vùng 1015 đến vùng 1020 điểm, nó là cái sự kết hợp cộng hưởng cực kỳ tốt và hai cái sự kết hợp đó sẽ giúp cho chúng ta có thêm những cái định lượng tốt hơn tối ưu hơn và dòng tiền Uh, tuần này thì đã được đẩy lên khoảng trung bình khoảng uh, 10.000 tỷ trên một phiên Vậy thì tuần tới uh, nếu tốt thì nó sẽ phải đẩy lên được khoảng đâu đó 12 đến khoảng tầm 13.000 tỷ trên một phiên thì đấy sẽ là những cái tín hiệu để giúp cho chúng ta khẳng định thêm cái xu hướng của thị trường khẳng định thêm cái trang kỹ thuật của thị trường thì vài một có một vài cái ý uh, nho nhỏ như vậy thì hôm nay sẽ chia sẻ trước khi mà chúng ta đi vào cái bản tin tuần này uh, và như thường lệ thì bản tin ở trên kênh của chúng ta cũng không có gì thay đổi cả các anh chị phần thứ nhất view ở danh mục cơ bản đó phần thứ hai đánh giá lại kịch bản phân tích tuần 168 tuần video số 168 tuần từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 3 và phần thứ tư à, phần thứ ba thì chúng ta sẽ view một số các cái góc nhìn về mặt kỹ thuật trên thị trường thì các anh chị biết rồi thị trường của chúng ta luôn luôn biến động chính vậy nên để được cập nhật những cái diễn biến mới nhất Uh, trực tuyến ở trong phiên giao dịch thì Hùng Lê cũng mời các anh chị em về đồng hành cùng với team của Hùng Lê tại công ty cổ phần chứng khoán VPS đúng không anh chị thị phần của VPS thì bây giờ nó đang là số 1 ở Việt Nam rồi không có số 2 kể cả phái sinh kể cả cơ sở kể cả sàn uh, trên cả ba sàn thì nó đang là thị phần số 1 tức là công ty rất là ok rồi và các cái chính sách về phí cho nhà đầu tư ví dụ khi các anh chị mở uh, mở tài khoản mới đó thì sẽ được những cái chính sách rất là ưu đãi của công ty thì đấy là những cái rất là tốt và cùng với đó thì chúng ta sẽ cùng nhau uh, xây dựng cùng nhau phân tích cùng nhau hỗ trợ trên cái con đường đầu tư của chúng ta và chúng ta đánh uh, chúng ta đầu tư ở trong những cái đội nhóm mà uh, có những cái sự phân tích tốt thì như vậy là chúng ta sẽ cập nhật được thị trường uh, rất ok và chúng ta sẽ cập nhật được những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật những cái vùng kháng cự của cổ phiếu để uh, anh chị em chúng ta có cái sự hành động ok ở trong tuần trước thì cũng có phân tích cho các anh chị một số các cái mã cổ phiếu trụ, đó là cổ phiếu Vinhome. Thì các anh chị nhìn thấy đây, vùng đã đưa được một cái target lên vùng 46 cộng, vùng có nói với các anh chị rồi, tức là lên đến vùng này, đó là vùng kháng cự rất là mạnh và hai cây nến ở ngày thứ năm và ngày thứ sáu đấy là hai câu trả lời cho những cái tài khoản nào mà không chịu xem những cái video clip của ông Lê và họ mua ở cái vùng khoảng đâu đó 45.5 đến khoảng vùng 46. À, thì như vậy là ngắn hạn họ sẽ bị lỗ rồi và chắc chắn tuần tới tiếp tục bị lỗ và khả năng thì 41.5 42 423 sẽ là vùng mà Vinhome sẽ quay trở lại à, sẽ trở lại vùng này. À, đối với VRE <laughs> cũng đã có phân tích dự báo một cái khả năng ở trong kịch bản này là VRE đã đánh tương đối là đẹp sẽ hướng về target 29 và sau đó có thể ngắm vùng 30 đến 30.5, lực đi của VRE tương đối tốt và đến cái tầm này thì các anh chị là gì ạ, chúng ta lại canh canh mà chốt chứ đừng có đừng có mua nữa, đúng không ạ? À, xem được rồi thì chúng ta sẽ chú ý những cái việc đó. À, cổ phiếu trụ Man San, à, đó trụ Man San thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đấy, khi mà nó đánh lên một cái nhịp đầu tiên thì cũng có có hướng đến cái vùng đâu đó nó sẽ kéo lên khoảng vùng 85, 86 và sau đó gì ạ? nó sẽ chỉnh cung. Và trong tuần vừa qua thì các anh chị nhìn thấy những cái vùng chỉnh cung và nó đã đi về lại vùng 81 82, đó là cái vùng mục tiêu mà các anh chị à À, xanh tím này đừng có đua mà chúng ta sẽ chờ những cái nhịp mà nó gì nó quay lại như vậy thì cái, cái cách vận động của cổ phiếu như vậy cách vận động của thị trường như vậy thì chúng ta sẽ dự dự như vậy đúng không ạ à, một cái cổ phiếu nữa là cổ phiếu gì nhỉ vinamilk vinamilk thì ngày hôm nay là quỹ cơ cấu đây là một quỹ cơ cấu và quỹ nó đạp khoảng gần một triệu cổ phiếu ATC, chính vậy nên là cái cây nến này thì nó sẽ chưa xác lập được cái cái xu hướng và có thể là ngay trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì Vinamilk sẽ có một cái gì ạ? À, sẽ có một cái cây nến xanh ở đây, nó nằm lơ lửng ở đây để nó lấp lại nó về đúng cái giá trị mà à, vốn có của cổ phiếu Vinamilk. ở à, nhìn chung ở trong tuần vừa qua thì cả tuần đấy nó tích lũy khá là đẹp ở vùng 75.5 đến khoảng vùng 76, đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật của Vinamilk. Ờ, G thì cũng chưa có gì cả, nhìn chung vẫn đang đi ngang. PMG cũng không có gì, nói chung là không có gì. Đó, trụ thì nó chỉ có một số các cái mã cổ phiếu như vậy thôi. <laughs> nhóm này tiếp theo là nhóm ngành công nghệ thì cũng sẽ đi phân tích mã cổ phiếu FPT. Nhìn chung FPT ở trong tuần vừa qua thì chủ đạo nó bám biên, ở đây là biên 79.5. Uh, test lại hỗ trợ dưới ở vùng 78 và test lại biên kháng cự trên ở vùng 80.6 uh, khả năng thì tuần tới uh, FPT vẫn sẽ tiếp tục đi ở vùng này. CMG không có gì thay đổi cả. <laughs> vẫn như vậy thôi. ở uh, vùng 39, 40 vẫn đang là hỗ trợ ngắn và vùng uh, kháng cự kỹ thuật của nó quanh 43 đến 44. Chú ý nếu lên được đấy thì canh chốt. Ờ, nhóm ngành thứ hai đó là nhóm ngành Viettel thì uh, có mã cổ phiếu v... VGI Hiện tại vẫn đang tiếp tục tích lũy 20-20.5 và biên 19.5 thì hiện tại cổ phiếu đang sideways và đi ngang thì chúng ta tiếp tục theo dõi thêm uh, CTR vẫn tiếp tục quay trở lại những cái vùng test kỹ thuật ở vùng 55 đến 56 Nhìn chung vùng này không thủng thì các anh chị đang cầm nắm thì chúng ta cứ cầm thủng 55 Thì nên canh chốt bởi vì như vậy là nó đã diễn vi phạm tín hiệu kỹ thuật uh, Nhóm ngành thứ ba đó là chúng ta sẽ phân tích đến thép thì đến thời điểm hiện tại là thép ở trong tuần vừa qua nó đã có một tuần tăng rất là tốt và hiện tại thì nó đang có một nhịp chỉnh giảm. Khả năng nó sẽ tích lũy lại ở quanh 4200 và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá về mặt xu hướng. À, còn về à, tín hiệu cổ phiếu của nhóm thép thì trong tuần vừa qua à, chúng ta sẽ đánh giá lại như sau. Thứ nhất là các anh chị phải à, đây là một cái phân tích này để hùng à, HPG. Để Hùng nói các anh chị là các anh chị phải hiểu được À, cái bối cảnh cái bối cảnh của nhóm thép. Đó là nhóm thép đã hoàn thành các cái target mục tiêu. Ok, đây là câu chốt. Cái thứ hai là hiện tại thì nó đang vận động ở vùng kháng cự vùng đỉnh. Và những cái kỳ vọng về giá thép thì chúng ta có những kỳ vọng gì? Thứ nhất là giá thép thế giới đang tăng. Thứ hai là gói 120.000 tỷ. Thứ ba là các cái uh, các cái hoạt động thúc đẩy đầu tư công. Như vậy thì với những cái yếu tố đó thì chúng ta kỳ vọng à như vậy cổ phiếu thép có thể break đỉnh. Đó, vậy thì à, cái tâm thế của người đang cầm cổ phiếu thép và tâm thế của người mua mới hoàn toàn khác nhau. Ok, cái thứ hai nữa là gì? Nhóm thép của chúng ta đã bắt đầu phân tích một trend kỹ thuật tăng từ ngày 22 tháng 11. Báo cáo với anh, anh chị như vậy. Và có chụp cái ảnh này. Đây anh, anh chị, từ ngày 22 tháng 11 trên nhóm không chat NO02, 22 tháng 11 đây. Đấy là tại thời điểm đó thì bắt đầu phân tích lại hòa phát ở vùng 14, 13, 14 Hoa sen ở đâu đó ở vùng vùng chỉnh 1 là quanh vùng chỉnh 1 quanh 14 à Hòa Phát rồi vùng chỉnh 2 quanh 13 tức là Hòa Phát quanh 13 14 Hoa sen quanh vùng 9 vùng 84 87 và Nam Kim ở quanh vùng 85 vùng 8 đến vùng 9 như vậy là gì tại cái thời điểm ngày 22 tháng 11 năm 2022 các anh chị là chúng ta đã bắt đầu gì ạ? bắt đầu một cái hành trình về nhóm thép và báo cáo với các anh chị đây ạ. Ngày 22 tháng 11 năm 2022 đã đây đây, đây 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 đây. Bắt đầu chỉnh cung và cái nhịp này đúng bắt đầu khuyến nghị đây ngày 22 bắt đầu chỉnh cung. Chính xác đây, này ngày 23 234. Tức là khi đó thì nhóm thép bắt đầu chỉnh cung và tại thời điểm đó khuyến nghị các nhà đầu tư bắt đầu bắt đây. Đấy, bắt đầu có dấu hiệu chỉnh cung, các tài khoản cầm nhóm này bắt đầu ke nhịp chỉnh cung để vào hàng lại nhịp hai. Như vậy thì chúng ta sẽ phải nắm được là gì cái cái hành trình mà chúng ta phân tích một nhóm ngành, một cái 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 một cái nhóm ngành hoặc là một cái cổ phiếu nào đó thì nó ăn theo cái mạch thời gian. Và kể từ đó thì Hòa Phát là chúng ta đã đưa được cái target kỹ thuật của Hòa Phát lên đến vùng à lên đến vùng đây, lên đến vùng ở đây là vùng 22 đến vùng 22.5. Đó, đó. Thì như vậy là chúng ta nắm được cái cái binh tình như vậy và đến cái thời điểm hiện tại là cổ phiếu đang vận động ở vùng đỉnh. Vậy thì vận động ở vùng đỉnh thì cái tâm thế của người mua mới nó sẽ là như thế nào? Tâm thế của cái người đang cầm nó sẽ là như thế nào? Tâm thế của người có vị thế thấp nó sẽ như thế nào? Rất rất khác nhau ở những cái vùng đó. Vậy thì Hòa Phát ở nói như vậy để các anh chị hiểu được là gì? À như vậy là 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 chúng ta nếu như chúng ta mua mới thì chúng ta phải làm gì? Đó, bởi vì là những cái tài khoản mà người ta mua từ tận ngày 22 tháng 11 đến bây giờ. Đó, qua cái hành trình người ta có đã có cái giá vốn rất là tốt rồi đúng không ạ? Như vậy lên đến đây thì người ta hoàn toàn có thể ví dụ Hòa Phát về 20.4 người ta mua và lên đến khoảng vùng 21, 21.5 người ta bán, hoàn toàn có thể làm được cái việc đó. Nhưng mà ví dụ như chúng ta mua mới thì phải từ từ mua từ từ thôi. Đó và chúng ta lần mò theo những cái dấu vết của cổ phiếu. Thì nhìn chung là Hòa Phát trong tuần vừa qua là nó không có khỏe. Đó nó về vùng 20.4 này, và sau đó thì nó bật lên được vùng 21 21.5 nhưng đến cây nến cái tuần đây thì nó lại về lại vùng 20.4. Như vậy là trong những cái nhịp mà phân tích chỉnh cung kỹ thuật thì ít nhất là chúng ta mua 20.4 là chúng ta không lỗ. Trong tuần vừa qua nếu như mua 20.4 là không lỗ đúng không ạ? Thậm chí còn lãi ở đây thì như vậy là họ có hàng thì họ hoàn toàn có thể đánh T0 T1. À, nhìn về xu hướng này thì à, tuần tới Hòa Phát sẽ kiểm tra lại vùng 20.4, chắc chắn là vùng 20.4 này test lại rồi và thậm chí là cái cái mút nến ở đây này là vùng 10 uh, vùng 20 hoặc là cái điểm sâu hơn sẽ là khoảng vùng 19.8 đến vùng 20 tức là nó sẽ quay trở lại test lại cái vùng cung kỹ thuật ở đây rồi sau đó chúng ta sẽ phân tích tiếp. Ở Nam Kim uh, Nam Kim cũng hoàn toàn tương tự như vậy khi mà Nam Kim đã đạt được cái target 16 16.5 rồi thì nó bắt đầu công cái vùng kháng cự nhưng mà như vậy là gì ạ? Cái tuần này nó bắt đầu gì ạ? Uh, có cái tín hiệu công bị thất bại khi mà Nam Kim tuần này nó bị phá vùng 16. Tức là về mặt kỹ thuật nó test khỏe để mà đi tiếp là nó không được không được phá 16 nhưng mà phá 16 như này là xấu và hai cái nền kết tuần thì nó như thế này là diện nó thể hiện một cái sự gọi là gì sự đuối sức của Nam Kim và chính vậy nên là tuần tới sẽ test lại đây là ngưỡng kỹ thuật của nó là vùng 153 đến khoảng vùng 15 năm và chờ đánh giá thêm ở vùng này hoa sen thì nhìn chung khỏe hơn so với hai con kia hoa sen vẫn đang có điểm test cung kỹ thuật tương đối đẹp Ờ uh, target của Hoa Sen thì nó cũng đã hoàn thành rồi. Đó là vùng ở đây này các anh chị. Ờ um... uh, vùng 12, à xin lỗi cả nhà vùng 10 uh, 16, 16.5. Và bắt đầu nó sẽ đang quay lại chỉnh cung ở vùng 158 tuần vừa rồi dự kiến 158 nó có một cây nến hồi và hai cây nến test lại vẫn đang nằm ở trên 158 nhưng nhìn chung cả cả nhóm nó test thì 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 thằng này nó cũng sẽ test theo thôi, tức là tuần tới thì sẽ tiếp tục kiểm tra lại vùng 158. Ờ à, sâu hơn thì ở điểm 153 nhưng mà điểm 158 thì chúng ta phải tính trước ở đây. À về thì cũng không có nhiều các yếu tố đột biến đâu, nhìn chung thì ở đây thì chúng ta sẽ ngắm sơ sơ như thế này thôi, vẫn là những cái phân tích cũ, 11.5 đến 12 là hỗ trợ, 13.5 đến 14 là kháng cự. Thì à, tạm thời các anh chị cầm, chúng ta sẽ đánh ở trong cái tầm đó. Uh, TVN thì hiện tại vẫn đang tiếp tục uh, một cái nhịp tích lũy, uh, tích lũy dài TVN đang tích lũy và nó tích lũy tương đối là bền bỉ đó các anh chị, 51 đến 56 uh, TLH thì nó tích lũy ở vùng 67 đến vùng 7, đó là hai cái cổ phiếu mà liên quan đến thép trên trạm tuần Thì uh, với hai cái thằng này, các anh chị mà gom thì chúng ta gom từ từ Và chúng ta chờ đợi thôi, uh, gom ở trong biên hỗ trợ và chờ đợi cái dòng tiền đánh mạnh mẽ thì khi đó chúng ta gom tiếp Ok. Nhóm ngành thứ tư chúng ta phân tích đó là nhóm ngành vật liệu đầu tư công thì giới thiệu cho các anh chị ba mã cổ phiếu đó phân tích từ đầu. Và phân tích rất là dài rồi, chứ không phải đến bây giờ nữa. Thì đối với KHB là đã chính thức đạt target 26 trên 26 3 lần, 1 2 3. Và tuần này nó chỉnh thì ông đã có phân tích cho các anh chị hai cái vùng chỉnh cung kỹ thuật rồi. Vùng 1 đó là đâu đó ở khoảng 24.5 và vùng 2 đó là vùng 23.5 đến vùng 24 ở trong tuần vừa qua nó chạm được đến ngưỡng 24 và nó bật lên và nó bật điểm này thì suy sát được vùng 26 và nó lại dịa bắt đầu nó lại quay lại nó chỉnh cung thì khả năng là tuần tới thì lại như vậy thôi lại vùng 24.5 và sau đó lại biên dưới này nó sẽ test lại ờ, hiện tại thì cái xu hướng của của KSB thì nó vẫn đang là một áp À, còn cái câu chuyện là sau cái nhịp này nó có thành có, có còn giữ được áp hay không thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi để chúng ta xem xem thử cái khả năng tích lũy tạo nền của cổ phiếu này ở quanh vùng 23.5 đến khoảng vùng 24. Ở mã cổ phiếu thứ hai trong cái nhóm này đó là PLC thì đến thời điểm hiện tại PLC nó vẫn đang là một áp và chúng ta đang hướng uh, những cái target kỹ thuật của sau khi mà nó đạt tương đối những cái target khá là tốt này, đạt 30 này. Sau đó đạt target 32 32.5 này. Và chúng ta đang hướng lên vùng 35 36 và tuần trước thì suy soát đoạt và tuần này thì nó bắt đầu diện Nó bắt đầu chỉnh cung. Và cái vùng chỉnh cung thì cũng đã phân tích rồi, vùng 32 32.5. Đây các anh chị, các anh chị nhìn thấy là khi nó về đến 32 thì nó liên tục có những cây nến đan sen và đóng cửa ở vùng 31.9, ờ đóng cửa tuần ở 31.9 tức là nó khá sát với cái vùng dự báo quanh 32. Ờ nhìn về mặt thiên hướng kỹ thuật đó là gì? Đường MACD đang cắm đầu đi xuống. Đó, thì cổ phiếu một là chỉnh cung, hai là gì ạ? Hai, hai là gì? Hai là tích lũy, cái này dạy rồi đó thì nó 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 chỉ đơn giản như vậy thôi Đấy, cái cách thức vận động của cổ phiếu là như vậy đó các anh chị và bắt đầu kể từ cái phiên giao dịch của ngày thứ sáu tuần trước thì tín hiệu đường macd bắt đầu cắm đầu đi xuống và cắm đầu đi xuống như vậy á thì cổ phiếu chỉnh cung này tích lũy tạo nên và thiên về gì thiên về thiên hướng giảm giá là chủ đạo đó thì tuần này nó cũng vậy thôi nó chưa có sự phục hồi đó đơn giản như vậy thôi chúng ta đâu có cần nhiều cái chỉ báo kỹ thuật làm gì đâu các anh chị cho nó rối rắm ha ừ. Uh, BCC <laughs> BCC thì khả năng là đây BCC thì tuần uh, trong tuần vùng có dự báo vùng chỉnh cung 1 là 11.5 và đóng cửa tuần thì nó đóng đúng 11.5 ở uh, trong tuần thì có cái biên hỗ trợ uh, nó có biên hỗ trợ 16 11 chạm về 11 và rút chân lên nhìn chung thì khả năng là uh, dòng tiền á uh, vì cái tín hiệu dòng tiền này uh, anh chị nhìn thấy đây tín hiệu đường mát thì nó đang hơi hơi đuối một tí và tín hiệu dòng tiền thì nó đang gì ạ nó đang cạn dần tức là gì nó bắt đầu nó có cái hình thành một cái xu hướng mới ở đây và hiện tại thì nó đang đi sideways và tiếp tục tích lũy để chờ thêm các cái nhịp đánh tiếp theo. Uh, HT1, uh, như chúng ta có phân tích ở đây rồi, 14.5 14.7 và vùng test kỹ thuật thứ hai đó là có thể là ở vùng 137 đến 14 137 đến 14. Ờ uh, 137 đến 14. Và uh, khi chúng ta mua thì chúng ta mua chậm, mua từ từ bởi vì đối với HT1 thì Hùng không có phân tích được từ đầu mà ông bắt đầu lên đến cái đoạn này chúng nhìn thấy cái, cái khả năng nó test về 14 nó tương đối là đẹp nên nó có khuyến nghị các anh chị là chúng ta nhặt ở quanh vùng 14 ở trong những cái tuần trước đây hiện tại thì vẫn chưa bị lỗ mua ở quanh vùng 14 bây giờ nó đóng ở 14 8 thì vẫn đang lái nhẹ đó ở nhóm anh thứ năm chúng ta sẽ phân tích sang nhóm đầu tư công thì về mặt quan điểm hiện tại trong năm 2023 thì ông vẫn định hướng đầu tư công vật liệu đầu tư công và các cái sản phẩm về vật liệu xây dựng vẫn là một trong những cái nhóm ngành À, đánh khá là hay và chúng ta sẽ tiếp tục à, theo dõi những cái trend kỹ thuật của nó và bằng cách này thì à, khi cổ phiếu chỉnh cung về các cái vùng hỗ trợ thì anh chị có thể canh gom và về đến những vùng kháng cự thì chúng ta tận dụng chúng ta có thể bán bớt đi đó bán bớt đi Ví dụ trong những cái nhịp này thì chúng ta có phân tích những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này, đó là vùng 19. Đó, vùng này mua thì ít nhất là gì Lên được đến vùng này không lỗ. Về đến đây 19 mua thì chúng ta cũng có ở vùng 21 và về đến đây thì đấy, ví dụ cái nến này là chi soát vùng 19 các anh chị này, vùng 192. Đó, vùng 19 hai đây. Đó, chúng ta mua và nó hồi lên được thì diện chúng ta lướt lát ở trong những cái nhịp ngắn à, Nhìn về cách đi của VCG như vậy là chạm vùng 21 thì vùng này tuần này chỉnh cung và điểm chỉnh cung nó chỉnh tương đối là sâu tức là trả gần, gần sát với vùng 19. Nhìn về cách đi của VCG hiện tại như vậy thì tuần tới sau một cái nhịp mà nó chỉnh về ở đây test lại vùng 196 có lực hồi. Tuy nhiên lực hồi này thì nó không thuyết phục bởi vì lực cầu nó đang rất là thấp nên là khả năng thì nó sẽ quay trở lại tuần tới nó sẽ quay trở lại vùng 196 rồi nó đi sideways ở quanh đây một hai phiên trước khi mà nó có cái lực cầu đánh mạnh hơn. À Com ở đây thì chúng ta cũng có ở đây là vùng 11 hai 11, tiếp tục tích lũy và khả năng thì cũng có thể là nó sẽ có một cái nhịp test sâu hơn ở khoảng quanh vùng 17. bảy tức là 17 chính là cái vùng hỗ trợ ở trong tuần trước 15 17, nói chung là nhìn cái cách đi này thì nó cũng đang bị đầu tư công hiện tại là nó cũng đang bị mất cầu. Và khi bị mất cầu thì cổ phiếu nó khó khó tăng. Thường thường nó sẽ là như vậy. Đó, về mặt xu hướng về mặt xu hướng thì đó, khả năng là sẽ có thêm những cái nhịp quay trở lại test test lại đây tuần tới thì lại test lại 11 rồi 11 thì chắc chắn rồi còn có về đến cái vùng ở đây là vùng bao nhiêu đây này? vùng 17 hay không thì chúng ta sẽ chờ thêm những khả năng là cũng có thể là có có nhịp test về vùng 17 ở uh, CNG4 CNG4 thì vẫn tiếp tục test trả lại cung 18 đến biên 11 điểm sâu hơn thì ở đây là 16 10 năm 16. À, trong tuần có một điểm 10 năm. 10 năm đến 16 đó. Chờ thôi, bởi vì uh, đầu tư công ở trong tuần vừa qua thì nó không thực sự là khởi sắc khi mà dòng tiền nó bị 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 bị, bị, bị cụt. Cạn cạn dòng tiền và khi cạn dòng tiền thì cổ phiếu nó sẽ khó để mà uh, duy trì được cái đa tăng tích cực. LCG hiện tại thì nó đang công lại vùng kháng cự 12.5 đến 13. Kê đến cái tuần như thế này thì lại khó rồi. À thực ra khó thì cũng phải là khó mà nó sẽ à, nó sẽ có xu hướng test lại. Nói chung là nó sẽ có xu hướng test lại ở quanh vùng 118. 118 đến khoảng vùng 12. Em uh, g36 g36 thì nhìn chung vẫn như vậy thôi ở đây có hỗ trợ 6365 Tuần uh, tuần này nó đánh về về hỗ trợ này 6365 này Đó, Rồi là đây có một cái nến lên và cũng có những thời điểm mà công lên gần 7 uh, Như vậy thì chúng ta chờ thôi chờ thêm cái xu hướng thôi xu hướng của dòng tiền nó tấp lại nhóm đầu tư công Còn về đến hỗ trợ thì các anh chị cứ túc tắc mua con này mà nó kéo lên khoảng tầm độ sáu bảy trăm nghìn trên một phiên là ổn. Nhóm ngành thứ sáu chúng ta sẽ đi phân tích đó là nhóm ngành dầu khí thì như các anh chị biết rồi trong tuần vừa qua thì dầu khí cũng đã có một cái sự sụt giảm rất là mạnh. Uh, nhóm ngành dầu khí đã sụt giảm rất là mạnh và đến thời điểm hiện tại đây nó đang uh, đi về ở đây là sau khi mà mất biên 72.5 thì nó sẽ tiếp tục đi về vùng 65 đến khoảng vùng 66.5 để tích lũy trở lại và đây đang là có những cây nến tích lũy trở lại ở đây nói chung là giá cổ phiếu dầu khí thì nó sẽ gì ạ nó sẽ phụ thuộc vào cái sự phục hồi của VKT ở trong cái tuần này và có khả năng nhìn về cách đi này thì cũng có thể là giá dầu sẽ phục hồi về lại khoảng quanh vùng 72.5 và sau đó gì ạ? sau đó thì gì ạ? chúng ta sẽ có một cái nhịp khả năng sẽ có một cái nhịp trả cung ở liền sau đó rồi Uh, mã cổ phiếu đầu tiên uh, trong nhóm này đó là mã cổ phiếu PLX Thì uh, đến thời điểm hiện tại các anh chị lưu ý PLX đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 40 trên 40 Và trong khoảng từ ngày uh, 10 mùng 9 đi Từ khoảng mùng 9 uh, tháng tháng mấy ta, tháng 1 à Cho đến bây giờ thì cũng đã có phân tích cho các anh chị một cái điểm sideway Ở biên 37 đến 36 đến biên 40 Và tuần này thì là một tuần đáng lưu tâm cây nến ngày hôm nay là cây nến mà quỹ nó đáo hạn chính vì vậy nên là chúng ta cũng chưa thể sử dụng cây nến này để mà chúng ta định lượng PLX các anh chị lưu ý là như vậy thế thì um, nó phá vùng 36 cây nến này là xấu này chắc chắn nó xấu vậy thì chúng ta sẽ chờ thêm cây nến ngày thứ hai để chúng ta kết luận ví dụ trong trường hợp mà nó bị thủng vùng 34.9 thì như vậy là PLX kết thúc nhịp uptrend và như vậy là chúng ta đã hoàn thành những vùng giá mục tiêu và như vậy là chúng ta cũng coi như tương đối là thành công rồi đúng không các anh chị À, so với những cái ông mà ông đua ở vùng 40, đây ông đua ở vùng 39, đây ông đua ở vùng 39. Vì không chịu xem clip, đó không chịu xem những cái phân tích của ông Lê thì các ông phải chịu thôi. Đó đến hôm nay là bắt đầu nóng mặt rồi. Phiên thứ hai nó dã cho phát nữa thì thôi là coi là, là cắt lỗ. À cắt lỗ xong thì lanh quanh nó lại về lại cái vùng hỗ trợ cái thuật 32.5 đến vùng gì ạ? À? Đây về đến đây nó lại hỗ trợ cái thuật. Bắt đầu là nó đạp cho một phát về đến đây là nóng mặt rồi. Ví dụ như thế. Về đây nóng lắm không chịu được đâu. Cắt À, cắt xong thì nó lại kéo sau đó là quay lại chửi à, chửi rằng là cờ bạc bịp rồi đủ các thứ nói chung là bịp bợm đủ các thứ nhưng mà về bản chất là các anh chị không nắm được chúng ta không nắm được quy luật vận động của cổ phiếu không nắm được tâm lý hành vi cứ nói chung là hoảng loạn rồi không có cái kỷ luật thì đấy là chúng ta tự chịu đấy thôi chứ không phải là, là 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 do ai cả do chính mình hoặc là đơn cử như là cổ phiếu PBS đúng không có phân tích vùng 27.5 vùng 28 đây là vùng kháng cự về vùng kháng cự thì thôi đừng có máu đừng có hung nữa à, về đây hung lắm nó hút cho phát đấy, hôm nay về hai 2... tuần 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 này này lòng có dự kiến về vùng 254 này vùng 254 này vùng 2 254 này 25 này đó cái cái điểm này là 254 này Thế thì uh, bây giờ nó à nó đóng uh, ừ, nó đóng đúng 254 luôn đóng đúng 254 rồi tuần uh, như vậy tuần tới thì khả năng là sẽ có vùng 24,3 đến vùng 25 Vùng 24,3 là cái cây ở đây này Tức là khả năng là nó sẽ có thêm một cái nhịp chỉnh test lại ở cái vùng này nữa Rồi sau đó thì thì Có thể là về khi về đến đây thì lúc đó thì nó mới diện nó mới có một cái nhịp phục hồi Đó bản thân là ví dụ như trong trường hợp nếu như mà về xét về bản chất các anh chị mua Ở vùng ví dụ 24, ba thì ít nhất là Chốt tuần chưa bị lỗ Đó còn những cái thằng mua đây là lỗ rồi này Ví dụ như thế Thì về đến vùng này không bao giờ khuyến nghị các anh chị mua đâu Nhưng về đến cái vùng này ví dụ 24, 23 anh chị nhặt một ít này à, xin lỗi cả nhà 243 à, 25 4 này nhặt một ít này rồi về 25 các anh chị nhặt một ít này về 243 các anh chị nhặt một ít thì như vậy là gì chúng ta gom góp lại trong một cái nhịp chỉnh cung và chúng ta chờ đợi cái sự phục hồi của cổ phiếu PVD tuần vừa qua chỉnh cung chỉnh về 21.21 21.4 21 này và vùng 21 bị phá vỡ mặc dù phía nay thì cái vùng 21 nó phá không có sâu à, tuy nhiên những cái cây nến như này thì thường thường nó sẽ là gì những cái nến khá là đuối đặc biệt là tín hiệu đường MACD tính từ cái phiên thứ sáu tuần trước thì gì ạ? nó bắt đầu có cái sự suy yếu chính vậy nên là gì ạ? cổ phiếu nó chỉ chỉnh cung tích lũy thôi chứ cổ phiếu không 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 có cái trường hợp nào mà đường mà acd cắm đầu như này mà cổ phiếu tăng 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 vun vút đó. không có đâu đó không bao giờ có đâu đó vậy thì khi mà chúng ta nhận diện những cái cái xu hướng như vậy thì chúng ta phải rất là thận trọng à, nhìn về khả năng này thì hùng sẽ ngắm lại vùng 19.8 đến khoảng vùng 20.3 ở tuần tới thì chúng ta sẽ ngắm vùng này À, còn điểm sâu hơn thì ở đây là vùng 19 nhưng mà vùng 19 thì chúng ta sẽ chưa ngắm tới trong trường hợp nếu như VKT mà nó bị thủng tiếp thì khả năng mới có vùng 19 Chứ còn cái vùng này thì chúng ta sẽ chưa phân tích đến và đến đâu thì chúng ta sẽ phân tích đến đó à, BSR đây kháng cự đây các anh chị à, kháng cự đây 16 7 17 về đây đừng có hung đừng có húng Rồi à, về đây là húng này về đây là hút này 15 4 húng này 15 4 15 5 húc này rồi về đến 15 húng đó hỗ trợ húng còn lên đến kháng cự thì bán ra Ôi, ở đây uh, tuần vừa qua thì nhìn chung là nó cũng không có nhiều yếu tố đột biến đúng không anh chị. Nhìn uh, cách đi như thế này, nó bám biên được uh, biên 9.1 đúng không? Và sau đó thì nó mất biên. Uh, mất biên như này thì về lại vùng hỗ trợ đây thôi, 86 cộng trừ 0.2 các anh chị tốt tác ém dần. Uh, còn POVK này thì phân tích ở nhóm điện thì nó chuẩn hơn uh, và POVK ở nhịp này thì đang đánh tương đối là tốt. Trong tuần thì cũng có phân tích cho các anh chị rồi ở vùng 128 và nó test lại trong phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba sau đó nó đẩy lên và hiện tại thì nó đang công kháng cự đây, kháng cự 13 năm, 13.7 và 14 à, tuần tới nó chỉnh cung kỹ thuật không thủng vùng 13.2 thì như vậy là khả năng cao nhịp này nó sẽ đánh lên vùng 14. À, PVK nếu mà thuận thị trường thuận á, thị trường thuận và mọi thứ nó thuận lợi thì nhịp này có thể hoàn thành lên đến tận vùng 15.5 đến vùng 16. đấy là cái target hoàn toàn khả thi của nhịp này của PVK và chờ đợi cái khả năng uh, tích lũy tạo nền ở quanh vùng 14 thì nó cũng sẽ đánh giá thêm cập nhật thêm cho các anh chị đang cầm. Ờ, nhóm ngành thứ bảy đó là nhóm ngành banh thì hiện tại ở trong tuần vừa qua tiền lại bắt đầu quay trở lại nhóm banh Đấy là một tín hiệu hết sức là tích cực cho thị trường ở trong thời điểm hiện tại và các anh chị lưu ý là banh chúng ta đã phân tích nhịp tăng của sóng banh từ ngày 13 tháng 10 các anh chị có thể xem lại tất cả các cái clip liên quan đến nhóm banh ở ờ, từ ngày 13 tháng 10 năm 2022 cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ nắm được cái quy trình mà chúng ta phân tích ở trên team trên nhóm À, và à, đối với cái tín hiệu như vậy thì chúng ta có thể kỳ vọng là tuần tới thì à, Nhóm banh sẽ tiếp tục có những cái lực đỡ để giúp cho thị trường của chúng ta ổn định hơn Và đặc biệt là cái câu chuyện là giúp cho thị trường có thể công vượt cái vùng à, Vùng gọi là vùng, vùng 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 tâm lý ở quanh 1060 điểm Ok các anh chị 60-65 Thì à, đối với ông em về công banh à, đây hôm nay quỹ cơ cấu không chấp Nhưng à, ở đây thì chúng ta cũng nhìn thấy này đấy để chứng minh anh chị thấy đó bắt đầu các anh chị nhìn thấy đây cái điểm này là ngày ngày 2 ngày 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 10 tháng 2 thì cái tín hiệu đường MACD nó bắt đầu nó chuyển đỏ và các anh chị thấy từ ngày 10 tháng 2 thì cổ phiếu Vietcombank chủ đạo nó đi sideways. Đó, hoặc là thiên về gì chỉnh giảm. Chứ nó có có, nó có tăng được đâu, nó có bật nó có bật qua được cái vùng ở đây đâu, nó có bật qua được cái vùng cản 95 đâu. Đấy và nó cứ đi như vậy thôi nó cứ lững thững đường ma cắm đầu đi xuống thì nó chỉ lững thững nó hồi rồi nó hồi nó, nó tăng tăng nó tùng tùng làng tùng làng đây thì cái thằng Việt Công Banh này hiện tại á, nó đang giữ nhịp cho thị trường phiên ngày hôm nay đáo hạn uh, quỹ nó nó có gấu thì nói chung là cái nến này không tính uh, Việt Công Vietcombank ở vùng 90 đến vùng 95 thì như vậy là chúng ta cứ chờ đợi thêm và uh, đối với ông em này thì không thủng vùng 88 mà được nó giữ nhịp cho thị trường cổ phiếu thứ hai đó là BIDV thì đối với bit trong tuần này trong tuần trước thì khá là tốt đúng không anh chị đó chúng ta dự những cái target ở vùng 47 48 48 đến 50 thì như vậy là nó ra 47 đạt này và sau đó tuần trước thì nó đạt lên đến vùng 48 nó chỉnh cung đó ở vùng dự kiến chỉnh cung 5 45 45.4 đến 45.9 các anh chị nhìn thấy đấy đó ít nhất là ví dụ như các anh chị đặt ở mua ở vùng 45.4 thì ít nhất là tuần này chưa lỗ đóng cửa 46.3 thậm chí trong tuần có những thời điểm 47.2 Vậy thì cái cách thức là gì? Chúng ta phân tích là gì? Chúng ta tìm những cái vùng hỗ trợ, đó, để chúng ta canh mua và tìm những cái vùng kháng cự để chúng ta canh bán. Ở nhịp này tuần tới nhìn về xu hướng, nhìn về xu hướng thì khả năng là ông em này sẽ tiếp tục có một cái nhịp có một cái nhịp trả cung nữa. Khả năng là nó sẽ tiếp tục có một nhịp test lại ở đây nữa quanh vùng 46 rồi sau đó nó lại tiếp tục kéo lên vùng 48. Ờ, nhìn về tín hiệu dòng tiền thì BIDV ngày hôm nay là tiền không vào nên là cây nến này là cây nến test cung này thì cũng hoàn toàn được xem là 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 tốt và chờ đợi cái 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 dòng tiền nó quay trở lại kéo thì rất có thể là nhịp này BIDV nếu chúng ta xét ở trên trạc kỹ thuật tuần à trên kỹ thuật tuần thì cũng căng phết rồi đấy Ờ à, vùng 49 đến vùng 50 là vùng tương đối căng của BIDV nên là chúng ta lưu ý thêm ừ, căng rồi chỉ có công thương là chưa căng thôi thì những công thương là chưa căng <laughs> Thì, thì đối với ông em công thương là lưu ý lại các anh chị là 30 30.5 là target kỹ thuật của, của công thương đã hoàn thành. Và hiện tại thì nó đang có một cái nhịp chỉnh cung. ở đây thì chúng ta nhìn thấy một cái diện một cái phân kỳ ngắn hạn ở đây và trong tuần thì công thương cũng đã chỉnh cung về vùng giá mục tiêu 28.5 và có cái sự bật lên. Ở đây là vùng 29 đến khoảng vùng 29.5 là kháng cự ngắn và khả năng thì nó sẽ đi theo cái mô hình này các anh chị nhìn thấy đây rồi đúng không ạ? Đó nó cái chạm về khoảng vùng 28.5, 28.3 thì nó bật lên và lên được đến khoảng vùng quanh vùng 29 thì nó sẽ dội xuống. Và nó sẽ đi như vậy và có một cái điều điểm đáng tích cực ở thời điểm hiện tại là tín hiệu đường mát thì nó cũng bắt đầu gì ạ? Nó cũng bắt đầu có cái sự chuyển dịch. Đó, sau một cái thời gian đỏ thì nó bắt đầu chuyển xanh. Đó, bắt đầu từ tuần trước nó bắt đầu chuyển xanh và khi nó chuyển xanh như vậy thì nó sẽ có một cái thiên hướng mang tính kỹ thuật tích cực hơn của công thương ở à, trên trạc kỹ thuật tuần trên trạc kỹ thuật tuần thì ok trên trạc kỹ thuật tuần thì chưa có cái gì đột biến và chúng ta tiếp tục theo dõi trên trạc ngày à, VBank Vibank Vibank phân tích cho anh chị đây rồi này điểm mua quá đẹp 16 16 trong năm 17 rồi tuần trước thì nó hồi lên một phát tuần này thì đã hoàn thành vùng giá mục tiêu ở khoảng quanh vùng 19 19 2 đó, à, thậm chí là chốt tuần còn 19,7 cơ Và đang hướng về vùng giá mục tiêu 20, 20.2 ở ngắn hạn ở tuần tới các anh chị uh, chú ý vùng 19.1 khả năng thì nó sẽ vẫn còn thêm các cái vùng test kỹ thuật ở quanh vùng 19.1 nữa uh, nó test về vùng 19.1 mà không thủng như vậy á thì uh, đây này 19.1 tức là nó chém 1 phần 2 của cái cây nến trong phiên giao dịch ngày thứ hai rất đẹp ba cây nến test về vùng 19.1 đó là về học về kỹ thuật các anh chị hoàn toàn có thể hiểu việc đó uh, và như vậy thì chúng ta sẽ ngắm đến vùng 20.20.2 của nhịp này trên đặc tuần theo nào cũng chưa ăn thua nói chung là cứ ngắm về đấy đã rồi à, thằng tiếp theo là thằng em MBB em MBB thì vẫn đang tiếp tục à, hành trình đi ngang tích lũy bảy 172 đấy là biên dự kiến rồi à, tuần này nó có 172 cho các anh chị cân nó à, cân 172 và kết tuần là 17.45 ít nhất là không bị lỗ à, trong tuần thì nó có những cái nhịp à, kéo lên à, tòi lên tụt xuống à, và với cái thiên hướng kỹ thuật như này thì chúng ta hoàn toàn có thể canh thu gom ở quanh 172 17 năm À, là vùng hỗ trợ kỹ thuật và nhịp này thì cứ ngắm ngắm lên vùng 19 á lên vùng 19 chỉnh cung rồi sau đó thì sẽ tính tiếp dòng tiền nó cần phải được cải thiện ở trong tuần tới đối với MBB à, cổ phiếu thứ hai là Techcombank Tech đẹp quá à, à Tech thì chưa à, nhầm Tech thì chưa đẹp mà TP thì đẹp à, Techcombank ở đây thì chúng ta thấy là có vùng 1 là vùng 26, 26.4 là vùng hỗ trợ kỹ thuật, vùng 2 là vùng 25.5 đến vùng 26. Tại sao ông sẽ nói như vậy? các anh chị nhìn thế này nó sẽ rất là rối nhưng mà chúng ta view sang một cái góc nhìn về mặt trung hạn đi các anh chị về mặt trung hạn thì chúng ta nhìn thấy gì ạ Techcombank đã chỉnh chỉnh cung rất là, là là mạnh mẽ luôn và đến cái thời điểm mà nó chạm về vùng 20.5 đây các anh chị thì nó bắt đầu gì ạ nó bắt đầu có một cái nhịp đẩy lên thì nếu mà chúng ta học về lý thuyết sóng Elliott chẳng hạn ví dụ như thế thì chúng ta có thể xem là nhịp sóng một nó kéo từ vùng 20.5 lên đến vùng 30 như vậy là cũng kéo 50 phần trăm rồi sau đó thì nó chỉnh lại uh, về khoảng fibo 61.8 hoặc 50, tức là nó sẽ chỉnh về lại vùng 25 đến vùng 26. Nó sẽ chỉnh lại vùng 25.5 đến khoảng vùng 26 thì đây sẽ là gì ạ? Đây sẽ là vùng giá mục tiêu. À, đơn giản thì có như vậy thôi vậy thì lật ngược sang đây đó thì chúng ta thấy rằng là gì ạ đây hai mươi năm vùng 26 vùng 26 264 đấy là những cái vùng giá mục tiêu mà các anh chị thu gom để gì ạ để chúng ta kỳ vọng là gì banh nó sẽ đi vào một sóng sóng tăng mới tất nhiên là để đi vào một sóng tăng mới thì nó phải cần nó phải cần rất nhiều yếu tố đó, dòng tiền ở đây này trong cái đoạn dài này nó hút đúng không nó mất hút đúng không và đến cái đoạn này bắt đầu tự dưng nó phải nở rộ lên Ví dụ như là Techcombank nó phải đánh từ khoảng tầm 5 đến 10 triệu trung bình thì một phiên, thậm chí là có những cái phiên tập từ 12 đến 20 triệu cổ phiếu trên một phiên đối với TP. À, đối với Techcom thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà bùng nổ của nhóm anh. Đó, còn hiện tại thì nó đang gì? đang tích lũy đi ngang. Tạo nền. Sau một nhịp sóng một thì nó bắt đầu chỉnh cung, tích lũy tạo nền để nó hình thành cái sóng tăng 2. TP đẹp, TP Bank thì đẹp rồi. TP Bank là một cổ phiếu định định hướng ở trong năm 2023 đã có những cái vùng gom cho các anh chị 22.7 đến vùng 23 cực đẹp tuần này thì nó đóng cửa maximum Nói chung là đẹp, đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi, đẹp nhất Và tuần trước thì các anh chị xem phân tích rồi, có vẻ mô phỏng một cái cây nến từ vùng 24.5 đến vùng 25 Phía này nó chạm 25 nhưng nó không đóng cửa được, nó về lùi lại về à, 25.5 à, nó không đóng được cửa được cao nhất và nó lùi lại và nhìn cách đi này thì chúng ta kỳ vọng cái gì một lần hai lần ba lần bốn lần đây là lần thứ tư mà TP À, quay trở lại đánh lại vùng cản và với lực cầu phiên ngày hôm nay cũng à, trên 10 triệu cổ phiếu trên một phiên khá là tốt à, đường MACD thì đẹp như này cơ mà đó MACD mà đẹp như này thì ok các anh chị như vậy là tốt rồi thì à, chúng ta sẽ ngắm một cái kịch bản đó là gì à, khỏe khỏe mạnh mạnh thì ông test lại vùng 25 yếu yếu hơn thì ông test lại vùng 20 24 đây 24.5 cho tôi một lần nữa đây có hai cây nến này hai cây nến test rồi và phiên ngày hôm nay thì nó cũng dúi về sát vùng 24.5 sau đó nó kéo lên như vậy thì khả năng tuần tới sẽ có hai cái điểm test đó để chúng ta kỳ vọng gì mở trend và mở trend thôi mở về vùng 27 27.5 VIP cũng là một cái mã cổ phiếu uh, muộn tức là hai mã cổ phiếu này là hai mã cổ phiếu khuyến nghị mua muộn nhất uh, bởi vì là banh thì nó chạy từ 13 tháng 10 mà và mãi sau này thì hai con này nó mới chạy sau thì như vậy chúng ta khuyến nghị sau thì thằng VIP uh, trong nhịp này nó bắt đầu chỉnh cung thì cũng đã có phân tích cho các anh chị ở đây rồi vùng 20.5 vùng 21 đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật mà tích lũy uh, tuần tới các anh chị có thể ke vùng 20.7 khả năng sẽ có những nhịp test cung ở đây mục tiêu thì chúng ta lại ngắm lại vùng 22.5 23 đây thôi và uh, đối với con này thì cũng có những cái định hướng uh, tương đối là dài Uh, sau một nhịp sóng tăng một từ vùng 16 và nó đẩy lên được vùng 22 cộng và bắt đầu nó tiếp tục nó quay lại như vậy ở đây thì ông nhìn thấy rằng là cái điểm tích lũy ở quanh 20 20.5 sẽ là cái vùng giá mục tiêu để mà các anh chị thu gom lại cổ phiếu VIP sau một cái nhịp mà tạo lập họ đánh nháp. Và trong cái nhịp này thì cái dòng tiền bắt đầu sau một cái giai đoạn mà nó chỉnh cung đấy các anh chị thì dòng tiền bắt đầu được đẩy lên tương đối là tích cực ở đây rồi. Và nó chỉ cần uh, sau những cái nhịp mà nó nhát nháp nhẹ nhẹ đây và dòng tiền tiếp tục đẩy vào ở đây thì như vậy là VIB hoàn toàn có thể cắn lại vùng target 28. Đó là chúng ta sẽ ngắm lên cái cách đi của cổ phiếu VIB như vậy. À, rồi, um, tiếp theo đó là ba cái em uh, pen mà bây giờ nó không pen ở đâu, nó hết pen rồi. À, đối với STB thì STB đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu, đó là 27/27 27. tuần trước nó tiếp tục đẩy về vùng 27 và uh, nó đang có cái sự chỉnh cung ở uh, tích lũy đi ngang thì ở đây các anh chị nhìn lưu ý này là chúng ta cái vị thế của chúng ta đang cầm và vị thế chúng ta mua mới nó hoàn toàn khác nhau uh, ví dụ như vậy thì ở đây ở đây hai tuần 3 tuần gần đây thì nó đang hình thành được cái vùng 23 23.5 là vùng hỗ trợ kỹ thuật và vùng kháng cự ở đây Vùng đang phân tích là vùng 26 đến khoảng vùng 27 mươi uh, tuần này nó chạm vùng tuần trước chạm vùng kháng cự và tuần này nó chạm lại vùng 24.5 Uh, cũng là một cái hỗ trợ tạm 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 ở đây vùng 24 24.5 ở có gọi là cái vùng chặn lãi mà trước cái vùng đã phân tích ở trong cái nhịp này. Thì bây giờ nó hình thành được uh, cái vùng 24 24.5 ở đây thì nó cũng sẽ là một nhịp tích lũy tương đối khá là tốt, khả năng tuần tới thì nó sẽ tích lũy lại vùng này. Và tiền uh, tiếp tục đánh vào banh thì như vậy là nó sẽ có một cái sự phục hồi và ngắn hạn thì uh, chúng ta có thể ngắm vùng cản uh, vùng hỗ trợ kỹ thuật 23 23.5 và vùng cản 26 đến khoảng vùng 27 của STB nó sẽ đi ở trong cái vùng này. Và sau một cái giai đoạn đi như vậy á thì chúng ta mới có thể tính toán được một cái kịch bản sóng à, tuần, tức là nó có thể à, nó tích lũy ở đây và khi đó thì nó nó bứt thoát, nó bứt thoát cái vùng 273 đây để nó đi à, mở ra những cái sóng tăng tốt hơn. Đối với STB là hoàn toàn có khả năng. Hoàn toàn có khả năng anh chị nhá. À, cổ phiếu tiếp theo đó là Liên Việt Postbank. Thì Liên Việt Postbank cũng đã chính thức hoàn thành cái vùng target mục tiêu đó là vùng 15 trên 15 và sau đó thì biên 13 năm 13, 7 là hỗ trợ và biên 15 nó tiếp tục đánh ở đây là một lần hai lần hai lần và cứ cho tạm tạm gọi là lần này lần thứ hai đi thì hiện tại là vẫn nó vẫn đang leo à, kỳ lạ là kỳ thay à, con đi như thế đúng không à, con vẫn đi ở vùng 147 đến vùng 15 nó vẫn tiếp tục đi và tuần vừa qua thì cũng có một cây nến chọc lên nhưng mà không thành đây cũng có một cây nến chọc lên và đây thì có hai ba cây nến chọc lên như vậy thì cứ cầm thôi đó, đang có vị thế thì cứ cầm, đó, bớt được cái vùng ở trên này thì 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 là 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 ta cầm tiếp, mà nếu mà uh, bị thủng ở vùng bảy thì canh chốt bớt, đơn giản là có như vậy thôi. SHB mua, SHB các anh chị thu gom đi, bắt đầu có tín hiệu rồi. SHB này thì uh, ngoài cái phân tích kỹ thuật thì nó còn phân tích định giá và bên cạnh phân tích định giá thì họ cũng đang đánh giá cái uh, mã cổ phiếu STB nó đang tương đối tốt và biên 9.8 đến biên 10, đó chính là cái vùng mà ông đã có uh, phân tích kỹ thuật cho các anh chị uh, để chúng ta nắm được và ở đây thì chúng ta nhìn ở một góc nhìn như thế này chúng ta đều đều hiểu được là STB đã chỉnh từ vùng 20 và rơi về vùng 8.4 đó và sau đó thì nó cũng đã hình thành một cái hai cái đáy ở đây kiểm định hai cái đáy ở đây thành công và sau đó thì tiếp tục nó đang kiểm định lại hai cái đáy ở đây đáy một ở đây và đáy hai ở đây uh, và hai cái đáy này thì chính là cái biên 97 ở đây thì hình như là ông đặt ở 97 97 đến 10 Bên này thì chúng ta nói đến 98 đến 10 Nói chung là nó chỉ lệch có 0.1 thôi Thì đó các anh chị có thể nắm được Cái sự tích lũy của cổ phiếu SHB Đang tương đối đẹp Và tuần này thì tuần trước nó đánh rồi nó test lại này Tuần này nó bắt đầu nó đánh lên Nó ngồi và nó đánh lên được Và tuần tới thì khả năng là nó sẽ có thêm những cái điểm test kỹ thuật được Quanh vùng 10 đến vùng 10.1, 10.2 Mục tiêu thì chúng ta sẽ ngắm lên cản 10.6 uh, Test tích lũy lại khoảng quanh vùng 10.3, 10.4 Và khi đó thì chúng ta Uh, test thành công cái vùng đó thì khi đó thì chúng ta mới bắt đầu uh, kỳ vọng để đưa cái trang kỹ thuật của STB, uh, SHB lên Thì đối với SHB cũng là tương đối ok các anh chị lưu ý uh, Nhóm ngành thứ 8 đó là nhóm ngành chứng khoán thì nhóm ngành chứng khoán cũng đã hút được dòng tiền tương đối tốt Và thị trường ở trong tuần vừa qua giữ được nhịp như vậy là có công cũng rất lớn của nhóm ngành chứng khoán Uh, và đối với nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng ở góc độ đó là à uh, sau khi mà nó công lại cái vùng cản ngắn thì nó có thể break cản để có thể tiếp tục một cái hành trình đi nó xa hơn, tốt hơn. Thì uh, chúng ta sẽ nhìn uh, lại VCI, uh, tại sao ông sẽ nói như vậy, ra nhìn thế nào, Không có phân tích đợi đây, đây. Đó. Uh, thì chúng ta nhìn thấy đây này. Thì VCI cũng đá gì ạ? Ở đây nó có một nhịp sóng tăng tương đối tốt và nó quay lại test này, nhịp này thì nó thùng ở đây nó hình thành đây và bắt đầu nó cũng hình thành một sóng tăng và cái tín hiệu kỹ thuật của dòng tiền dòng tiền bắt khá là tốt ở nhịp này và sau đó nó trong nhịp chỉnh cung thì dòng tiền đã mất hút và bắt đầu từ tuần trước và tuần này thì dòng tiền bắt đầu được đẩy tương đối mạnh của VCI như vậy thì tuần tới VCI có thể giao dịch cái khối lượng giao dịch của nó trên tuần có thể đạt đến khoảng tầm từ 35 đến 40 triệu cổ phiếu trên một phiên thì đấy là những cái tín hiệu rất là tích cực và và ví dụ như VCI mà đẩy lên được như này nó hình thành tiếp một cây đến tuần như này nữa thì đấy sẽ là cái thời điểm bùng nổ của thị trường các anh chị bùng nổ nhá chứ không phải là đơn giản đâu bởi vì khi nhóm chứng khoán mà nó đánh như này á đó VCI nó đánh như này thì ở đây thì các anh chị cũng đều hiểu được rồi khi mà nó đánh VCI mà break được cái này và hình thành một cây đến tuần như vậy thì nó sẽ hướng về vùng khoảng vùng 35 đến khoảng vùng 38 như vậy là nó cũng hình thành được một trọng tăng khả là tốt và đây sẽ nó sẽ tạo thành mô hình hai đỉnh ở đây và mô hình hai đỉnh ở đây thì nó sẽ tiếp tục nó quay trở lại test ở đây và test cái kênh xu hướng ví dụ như là nó test lại được ở khoảng động lại được ở khoảng trên vùng 30 vùng này nó theo vùng có khoảng vùng 33 này 32 32.5 đến khoảng vùng 33 nó động lại được ở đây rồi sau đó gì ạ nó, rồi sau đó nó lại hình thành tiếp một cái sóng tăng ở đây thì như vậy là cái sóng tăng của nhóm ngành chứng khoán này nó sẽ có thể tiếp nối sang đến năm 2024 và như vậy thì năm 2024 nó lại uh, quay trở lại cái thời kỳ hoàng kim của thị trường chứng khoán các anh chị cứ 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 nhớ những cái câu mà ông phân tích ông nói từ năm nay và khi mà thị trường chứng khoán bước chuẩn bị hết năm 21 mươi thì ông cũng đã báo với các anh chị rồi năm 22 sẽ là một năm rất là khó khăn bởi vì bởi vì sao bởi vì là đây này tại cái thời điểm đó thì ông nhìn thấy là cái những cái nhóm ngành chủ đạo nó đã tăng cực kỳ tốt rồi và nó lình trình nó tạo đỉnh ở đây thì đấy sẽ là một cái cái chu kỳ rất là dài chu kỳ rất là dài và thị trường sẽ bắt đầu bắt đầu đao chen và đây cũng sẽ là một cái chu kỳ rất là dài và và nhóm ngành chứng khoán và những cái nhóm ngành banh nó sẽ bắt đầu gì nó bắt đầu hình thành một cái trang kỹ thuật tăng thì đấy sẽ là những cái uh, phân tích mang tính uh, mang tính dài hơi để chúng ta nắm được dự kiến được và thị trường đi như nào cổ phiếu đi như nào thì chúng ta sẽ phân tích đi như vậy còn trên trạng kỹ thuật ngày trong tuần vừa qua đúng không ạ, à, có dự kiến VCI có vùng chỉnh cung kỹ thuật đây này các anh chị này à, đúng không ạ, tất nhiên là không thể đúng được ở cái vùng mùng nó đâu, nó suy soát thôi Rồi và nó long lên Và tuần này thì nó sẽ, à, tuần tới thì khả năng là nó sẽ hướng về vùng 30 đến khoảng, khoảng cản 30.5 Phiên ngày hôm nay nó rút chân khá là tốt, nó rút chân khá là tốt luôn, tuần tới thì có thể là nó sẽ test lại quanh vùng 29, 29 mấy đây này, cái điểm này là 292 À, rồi nó lại kéo lại vùng 30.5 và nhịp này thì đang kỳ vọng, đang kỳ vọng là nhóm ngành chứng khoán sẽ có một cái gọi là sóng ngành chứng khoán đi à, Nó sẽ break vùng cản 31.5 đến khoảng vùng 32, đây sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ đánh giá thêm Và nhóm ngành chứng khoán sẽ bước vào một cái trend mới, một cái kỹ thuật mới SSI ở đây cũng như vậy, SSI phân tích cho các anh chị quá kỹ rồi, 18-18.5 Uh, tuần vừa qua thì phân tích vùng chỉnh cung kỹ thuật 19.2, 19.3. Tuần này thì nó đang leo lên được và dự kiến leo lên vùng 21 và nó sẽ chỉnh cung kỹ thuật mà đây, chỉnh cung kỹ thuật về khoảng quanh vùng 20 là đẹp đó các anh chị. SSI mà cứ giữ được trên 20 cộng là đẹp đấy. Đó, thì nhịp này khỏe khoắn xinh xắn thì về lại đây thôi 21.8 đến khoảng vùng 22 đó HCM nhìn chung thì tuần vừa qua chưa được khỏe khoắn lắm À, có đánh lên nhưng mà hai cây nến cây nến kết tuần hơi hơi bị tọt tí thì như vậy thôi nó cũng không có gì thay đổi cả khả năng tuần tới sẽ test lại ở đây là vùng 23 23 năm còn à, điểm sâu hơn thì có thể vùng 23 tạm thời ở đây đối với HCM thì nó có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 22.5 đến khoảng vùng 23 ờ, à, thì chúng ta chờ đợi thêm thôi chờ đợi thêm để xem là em này em sẽ đánh ở trong cái vùng này như thế nào còn ngắm hai vùng chỉnh cung kỹ thuật ở đây à, VND đang uh, tương đối là đẹp Đó VND đẹp rồi Đây vùng uh, nhịp cũ thì có phân tích Đây 13.5, 13 này 13, 3, 13, 13, 13, 5 này Đưa lên vùng 15 và sau đó về 15 Thì đương nhiên nó phải chỉnh cung về lại quanh vùng 14, 3 Đấy tuần vừa vừa qua là nó chỉnh về 14, 3 Cây đến này nó thõm xuống phát đó, Nó thõm xuống phát ở đây là tận vùng 13, 8, 14 nhưng mà không sao, chúng ta mua ở 14.3 chúng ta vẫn lãi mà Bây giờ 15 rồi, Uh, rút chân khá là đẹp. Nhìn về kịch bản tuần tới, nó sẽ test lại ở đâu đó vùng 14.7 không thủng thì chúng ta sẽ nâng target lên ngắm lên vùng 15.5. Uh, bay cao bay xa hơn một tí nữa thì 15 năm đến à 16 năm đến khoảng 16.8 và tại vùng này thì uh, lúc đó thì VND sẽ bắt đầu chỉnh cung. Ta sẽ tính toán tiếp. SHS cũng khá là đẹp ở trong tuần vừa qua. Biên 7.7, biên 8, biên 8.3 các anh chị cân. Tuần này chạm 9 à, chạm chín thì nó có hai cây nền test hai cây nền test khá đẹp ở vùng 86 tuần tới thì khả năng vẫn có biên 86 và sau đó sẽ uh, biên trên sẽ là 9 khỏe khoắn ở nhịp này thì sẽ kéo lên vùng 9.3 sau đó thì nó test nhẹ lại à, test thành công thì uh, khi đó mới ngắm lên lại tiếp tục ngắm vùng kháng cự ở đây thôi vùng 10.3 10.5 ở đây cũng ngắm 10.3 10.5 đây cũng ngắm 10.3 10.5 thì cái nhịp này khả năng là ông chỉnh quanh vùng 86 cũng nó cũng giống như đây này các anh chị này nó chỉnh về 86 này 85 86 này rồi sau đó nó đánh break đỉnh và gì ạ nó kéo lại vùng kháng cự đây về đến đây rồi thì lại canh mà chốt đấy cách đánh như vậy VX tuần này khá là khỏe phiên nay quỹ nó cơ cấu cuối phiên à nên là nó đánh cũng khá là tốt Nói chung là nhìn cách đánh này là đẹp rồi biên sáu đấy biên hỗ trợ thì các anh chị canh cân này mua này Uh, phiên tuần tới phiên ngày hôm nay nó tuần này nó có 3 phiên nó test về quanh 7 đẹp quá Đóng cửa 7.28 đạm được nói chung tuần tới thì khả năng là quanh 7 7.2 uh, Vẫn còn một cái điểm mua nho nhỏ, nhỏ ở đây và chúng ta sẽ ngắm về vùng 79 đến vùng 8 nói chung nhịp này về 798 là đẹp rồi Nhóm ngành chứng khoán nó đang hút được dòng tiền tốt Thì VX cũng là một cái mã cổ phiếu khá là ok AGR AGR vùng mua cho các anh chị đây rồi đúng không ạ vùng mua cho các anh chị ở quanh vùng 7.7 rồi tuần này lên được vùng 8.2 nên xịt à, không sao bởi vì cây nến ngày thứ tư nó đẩy, đẩy quá mạnh nên là nó sẽ phải có thêm những cây nến test lại quanh 8 ổn định ở vùng 8 thì sẽ ngắm lên vùng 8.4, 8.5 8.4, 8.6 à, rồi sau đó thì lại test lại một tí tẹo đây à, test lại tí tẹo đây chính là cái tẹo đây chính là 8.25 đưa cái thằng 8.25 sang đây nếu mà không thủng 8.25 thì như thế là chúng ta sẽ xây uh, target tiếp theo còn thủng cái thằng này thì chốt uh, chốt xong thì về đến vùng đây về 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 đến vùng 76 77 thì lại mua đó các anh chị phải hiểu được cái cách nó vận hành như vậy đó và uh, suốt cái quá trình chia sẻ thì cũng mong muốn là chúng ta sẽ uh, thêm cái hành trình đầu tư như vậy thì sẽ chia sẻ cho các anh chị những cái kiến thức uh, uh, với góc độ là cá nhân của ông Lê thế còn các anh chị mà chúng ta thấy hay chúng ta thấy có những cái lời hay ý đẹp thì chúng ta mang về chúng ta dùng à, chúng ta thấy những cái lời đấy mà nó không hay nó không đẹp thì thôi chúng ta bỏ qua đấy, thế thôi nó đơn giản như vậy và uh, các anh chị đồng những cái quan điểm về mặt phân tích kỹ thuật thì cũng mời các anh chị về đồng hành của team cùng lê tại công ty cổ phần chứng khoán VPS để chúng ta có những cái phân tích sâu hơn OK, quay trở lại uh, phần thứ hai của bản tin thì chúng ta sẽ nhìn lại uh, kịch bản phân tích tuần video số 168 uh, ở trên tuần video 168 thì cũng đã có nói rồi. Uh, đối với chỉ số VN Index thì Index chúng ta sẽ tiếp tục uh, à chúng ta sẽ nói đến VN30 đầu tiên. Uh, VN30 thì sẽ kiểm định lại vùng 1040 uh, và nhìn chung nếu như mà nó test ở biên 1027 đến 1033 trong trong tuần thì đưa ra một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật cho bộ ba tham nội chung của thị trường đó là vùng 1027 1033. Vùng này mà giữ được thì nhìn chung là vẫn tốt. À thì ở đây các anh chị nhìn thấy đây chính là cái điểm mà chúng ta gì ạ? Chúng ta ra bản tin tuần video số 168 tuần từ ngày 13 đến ngày 17 ở đây. Thì điểm test kỹ thuật đầu tiên ở trong phân tích kỹ thuật tuần đó là gì? Đó là vùng vùng nhìn đây các anh chị? Ở vùng 1010. Và sau đó thì nó sẽ đến biên 1027 đến 1033 và chỉ số VN30 chạm 1033 và điện bắt đầu bắt đầu bật long như vậy là gì như vậy là gì như vậy là cái biên 1027 1033 nó đã có một cái vai trò hết sức là quan trọng cho uh, cả thị trường uh, cho cả thị trường ở trong tuần vừa qua và một số anh chị có hỏi là tại sao là chúng ta lại nói đến vùng 1027 1033 thì cái này là phụ phụ thuộc vào kỳ vọng Đó, kỳ vọng hùng nó đến như vậy thì cũng sẽ phân tích như vậy và kỳ vọng của những cái nhà đầu tư khác họ phân tích ở đâu thì đấy là kỳ vọng của từng người và góc nhìn của từng người và trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng thấy rằng là cái kháng cự ở đây rõ ràng rồi 1055 thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai nó lên đến gần 1055 nó chỉnh này đây cũng 1055 đây thì điểm này thì nó break lên và 1065 đối với chỉ số VN30 như vậy là và tiếp theo thì nó tiếp tục kiểm định lại một lần và khả năng à, với xu hướng hiện tại như thế này thì tuần tới chỉ số VN30 sẽ tiếp tục kiểm định lại vùng 1040 và sau đó thì chúng ta vẫn tiếp tục à, các anh chị theo dõi thêm cái biên 1027 đến 1033 đây là một cái biên rất là quan trọng uh, cho chỉ số VN30. Uh, đồng thời chúng ta có vùng kháng cự 1055 và 1065, 1070. Uh, đấy sẽ là những cái kháng cự rất là quan trọng đối với thị trường ở trong thời điểm hiện tại. Và nếu như trong trường hợp mà index của chúng ta vượt uh, thành công cái vùng 107 à chỉ số VN30 mà vượt thành công cái vùng 1070 thì cái đó chúng ta có những cái phân tích uh, tiếp theo. <laughs> uh, cái điểm thứ hai mà chúng ta nói đến ở trong cái phân tích tuần đó là phái sinh. Thì như vậy là phái sinh ấy là nó cũng sẽ hoàn toàn tương tự như VN30 thôi Thì nó sẽ kiểm định lại cái vùng 1040 và sau đó thì biên 1027, 1030 Đó sẽ là một cái biên hết sức là quan trọng để giúp cho thị trường của chúng ta có những cái sự phục hồi Hoặc là có những cái tín hiệu kỹ thuật đi ổn định về mặt tâm lý ở trong tuần vừa qua Thì phái sinh ở đây nó cũng như vậy thôi Ở đây 1055 đây các anh chị này Nó là cái cản thôi, cái cản ngắn ở đây Thì trong phiên ngày thứ hai nó gặp cái cản ngắn ở đây và nó chỉnh lại Thì đầu tiên nó sẽ test lại vùng 1040 điểm này nó test lại 1040 và khả năng uh, tuần tuần này thì nó đóng ở 1045 nhưng mà sáng tuần tới thì khả năng 1040 nó sẽ tiếp tục quay trở lại test. Đồng thời á chúng ta nói đến cái biên đó là <laughs> 1027 đến 1033 đấy các anh chị và các anh chị nhìn thấy đây, ở uh, trong cái phiên giao dịch của ngày thứ uh, ngày 14 đi. Đúng không ạ? Thì uh, chỉ số phái sinh sâu nhất ở vùng 1032.7 à, uh, tức là suy soát cái ngưỡng trên của cái biên hỗ trợ 1033 đó vậy thì cái điểm 1033 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng như vậy uh, nhìn về mặt thiên hướng kỹ thuật uh, nói chung là cái tuần này thì cái cái đà trượt của cái đà trượt của 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 của, của thằng VN30 nó hơi đuối thì nó cũng giống như thế này đấy các anh chị này đây các anh chị nhìn nhé thì uh, cái, cái kết tuần của cái thằng này với kết tuần của thằng thằng trước nó khá là giống nhau khi mà phiên ngày giao dịch ngày thứ sáu thì, thì nó nó chỉnh khá là sát về cái vùng này và sau đó phiên ngày thứ hai thì nó diện nó xuất hiện gáp uh, nó tạo gáp để nó nó tăng luôn đó ví dụ như vậy thì nó cũng hoàn toàn có thể tương tự như vậy phiên ngày thứ hai tuần tới hoàn toàn nó có thể tương tự là gì nó sẽ tiếp tục nó, nó có một cái phiên tạo gáp uh, hoặc là thị trường ngay ở cái vùng 1045 10 mươi uh, 1045 này nó sẽ kéo lên vùng 1055 rồi sau đó rồi sau đó nó mới có diện nó mới có một nhịp test lại đó chứ không phải là nó test lại luôn có thể nó test lại luôn hoặc không nó sẽ có một nhịp hồi long ở đây bởi vì đây đang là một nhịp đạp thì có thể có một nhịp hồi long và uh, tiếp tục quay kiểm định lại vùng 1010 đó vậy như vậy thì với phái sinh thì tuần tới thì chúng ta vẫn tiếp tục ngắm lại vùng hỗ trợ kỹ thuật ở 1040 và sau đó thì uh, các anh chị lưu ý giúp vùng lên vùng 103 1027 1033 đấy sẽ là một cái biên uh, một cái cái điểm rất là quan trọng đối với chỉ số này À rồi và đối với chỉ số vn index đối với index ở đây thì chúng đã cũng đã có những cái phân tích về mặt kỹ thuật đó là index sẽ tiếp tục kiểm định lại ở vùng 1045 và sau đó vùng 1040 tức là cái vùng 1040 nó sẽ trở thành một cái điểm xoay chiều ở rất là quan trọng đối với chỉ số vn30 và đối với xu hướng chung của toàn thị trường thì chúng ta sẽ nhìn lại đây đó thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì đây này đây là nó cũng có một cái điểm test kỹ thuật ở điểm sâu ở vùng 1000 40 40 mấy nhỉ? 1000 40 đấy. Sao nó không hiện ta? nó không hiện nhỉ? 1048 1048 trên 1045 Thì cái điểm test kỹ thuật đầu tiên Của chỉ số index Nó sẽ đến từ vùng 1045 Sau đó thì à, Hùng có nói đến ở đây đó là vùng 1040 Và trong phiên giao dịch Của ngày 14 Trong phiên giao dịch của ngày 14 thì gì ạ? có những cái thời điểm mà nó đã bị thủng vùng 1010 nhưng mà sau đó thì nó bắt đầu nó lấy lại được nói chung là nó lấy lại được cái biên ở đây là 1037 đến 1040 và sau đó đến phiên giao dịch của ngày tiếp theo thì index của chúng ta lại tiếp tục bay lên được trên vùng 1040 như vậy thì cái vùng 1040 nó đã trở thành một cái điểm rất quan trọng và rất may phải nói là rất may ở trong tuần vừa qua index của chúng ta đã thực sự là hoàn thành cái nhiệm vụ mặc dù cái điểm này nó chỉ là cái điểm tức thời thôi nhưng mà về mặt cơ bản điểm chung là nó giữ được ở trên vùng 1045 đó 1045 1045 và trên được cái vùng 1010 đó là cái điểm mà kỹ thuật rất là quan trọng ở trong tuần vừa qua để giúp cho thị trường của chúng ta có những cái nhịp long nói chung là tuần vừa qua đánh phái sinh khá là sướng có những nhịp long này rồi sọt này rồi long sọt nó đánh tương đối là đều Uh, nhìn về mặt tín hiệu kết tuần uh, như thế này thì nó cũng khá giống với cái cách tạo lập ở trong tuần trước đây các anh chị một cái gap này rồi sau đó thì nó chỉnh lại này thì đây cũng là một cái gap tăng lên đúng không đó và sau đó nó lấp lại gap và hiện tại thì uh, nó đã chính thức là lấp lại cái gap ở đây ở quanh vùng một nghìn uh, bao nhiêu ạ một nghìn bốn bốn một nghìn bốn ba thì đúng hơn một nghìn bốn ba một nghìn bốn tức là nó lấp lại hết gap rồi và sau khi mà lấp lại hết gap rồi á uh, đây À, chúng ta có thể nhìn một cái điểm nho nhỏ phân tích một cái điểm nho nhỏ đối với đấy thôi à, 1043 1045 ở đây này thì có thể là gì có thể là tuần tới à, nó có thể là gì nó có thể test nhẹ luôn à, nó có thể test nhẹ luôn ở vùng 110443 à, 1043.5 5, 5. Đấy, nó có thể test nhẹ luôn ở vùng 1043.5. Tuần này thì nó đang đóng ở vùng 1045 nhưng mà test nhẹ luôn. Uh, test nhẹ luôn ở đây và sau đó thì nó sẽ có một cái lực kéo. Uh, nó một cái lực kéo lên ở vùng 1055 và và sau đó gì? Sau đó thì nó lại tiếp tục. Uh, nó lại tiếp tục quay lại để nó kiểm định lại. Uh, nó sẽ kiểm định lại cái xu hướng của thị trường ở đây hoặc là nó sẽ kiểm định lại ở vùng 1037 1040. Đó sẽ là hai cái vùng kiểm định về mặt mang tính kỹ thuật của index trong tuần tuần tiếp theo. Và chúng ta chờ đợi về thị trường chung ở điều gì? Chúng ta chờ đợi về chỉ số Dow Jones. Bây giờ hiện tại Lùng chỉ có ngắn nhất là chỉ số Dow Jones thôi. Đó, chỉ sợ là Dow Jones mà nó không ổn định và cái nền kinh tế Mỹ nó có những cái vấn đề nó phức tạp dẫn đến cái câu chuyện là nó bị mất những cái vùng đệm. Ví dụ như là vùng 31.5 thì đấy sẽ là những cái yếu tố mà sẽ rất khó để định lượng phân tích vào thị trường chứng khoán Việt Nam bởi vì thị trường chứng khoán Việt Nam nó cũng sẽ nằm ở trong một cái hệ thống tổng thể của thị trường chứng khoán toàn toàn cầu và đặc biệt trong đó là chỉ số Dow Jones. còn nhìn chung về các chính sách tài khóa của Việt Nam thì cũng đã nhấn mạnh từ đầu bản tin rồi. Đó là gì? Chúng ta hiện tại cũng đang có những cái chính sách tài khóa khá là tốt để ủng hộ cho thiên hướng kỹ thuật của thị trường có thể tăng điểm ở, ở trong những cái tuần giao dịch tiếp theo. Và tuần tới các anh chị lưu tâm index ở vùng 1043, index ở vùng 1037, 10 ờ 40 và thậm chí là có thể hoàn toàn có thể là có những cái thời điểm mà nó 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 rung rũ về khoảng quanh vùng 1035 nhưng mà cái kịch bản này thì cũng chưa có đề cập đến nhưng cũng có thể cũng có thể là nó rũ phát này này xong nó kéo lên thì đấy cũng là sẽ là những cái kịch bản mà thị trường quay trở lại test cung kỹ thuật các anh chị lưu ý. vùng kháng cự thì chúng ta vẫn nói ở đây vùng 1055 và index có vùng kháng cự 1060 đến vùng 1065 quay trở lại trên uh, trên cái kịch bản mà chúng ta phân tích uh, đây các anh chị chờ anh chị chờ ông tí. Uh, quay trở lại em sẽ bật trạc kỹ thuật giờ để chúng ta nắm được. Quay trở lại cái 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 cách mà chúng ta phân tích nhìn nhận đánh giá ở đây. Đó các anh chị, cách chúng ta phân tích nhìn nhận đánh giá ở đây. Uh, tại thời điểm mà uh, index ở ngày 28 ngày 27 28 ở đây. Uh, tháng 2 thì chúng ta bắt đầu phân tích một cái xu hướng thị trường tạo sóng đi lên và đến thời điểm hiện tại thì uh, in index của chúng ta cũng đang uh, hình thành được một cái xu hướng tương đối tích cực. Uh, tương đối là tích cực và nó đang hình thành được một áp tre ngắn ở đây và như vậy các anh chị nhìn thấy đây vùng 1040 1043. Tức là cái vùng 1040 nó trở thành một cái diện một cái điểm mà uh, mang một cái ý nghĩa hết sức là quan trọng cho uh, thị trường của chúng ta ở trong ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo và cũng có thể là nó nó có những cái điểm rung rũ lại ở quanh vùng không30 nhưng nói chung là cái test ở trên 1040 nó là đẹp nó là đẹp đó và uh, chúng ta cũng có một cái vùng cản ở đây 1065 1060 1065 thì vùng này cũng đã tuần trước đã có phân tích cho các anh chị rồi còn quay trở lại uh, cái chỉ số index ở trên trạc kỹ thuật ngày thì cũng có thể uh, nói thêm cho các anh chị một tí ở đây nữa để chúng ta nắm được như vậy chúng ta cũng phân tích uh, tương đối khá là nhiều những cái góc cạnh về mặt kỹ thuật ở đây thì ở đây thì các anh chị nắm được ở đây rồi đúng không? Kênh xu hướng tăng và bên này cũng là một cái điểm gì? điểm nghẽn kỹ thuật kênh xu hướng giảm ở đỉnh này. Và đến thời điểm hiện tại nếu như chúng ta xét ở trên góc độ kỹ thuật trong 2 tuần gần đây thì chúng ta thấy rằng điểm nghẽn kỹ thuật của em này ở 1065, 1070 tức là chỉ số index của chúng ta chưa thể vượt thoát thành công à, cái gì ạ? Cái vùng ở này. Thì chừng nào mà nó chưa vượt thoát thành công ở cái vùng này thì thị trường của chúng ta vẫn đang có những cái gì Có cái sự rung lắc. Còn khi nó phải vượt thoát bay qua được cái 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 cản 1065 ở đây thì may ra khi đó thì, thì 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 nó mới có một cái sự ổn định hơn. và đồng thời thì chúng ta cũng thấy rằng là vùng 1040 nó cũng sẽ trở thành một cái điểm rất là quan trọng đối với chỉ số VN Index ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo và có thể có một cái điểm mà nó rung rũ lại ở quanh 1035 nhưng mà về đến 1035 là đuối rồi. Đó, nó phải ở trên vùng 1010 thôi thì như vậy là tạm ổn ok uh, bản tin tuần này của chúng ta thì uh, sẽ dừng tại đây và đối với những anh chị em nào mà chúng ta uh, quan tâm đến các cái mã cổ phiếu mà chưa được phân tích ở trên bản tin tuần thì các anh chị có thể comment ở dưới dòng thời gian bản tin cũng sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của các anh chị bản tin tuần này đến đây là hết xin phép được tạm dừng và hẹn gặp lại tất cả uh, anh chị em cộng đồng nhà đầu tư ở trong các bản điểm tin tuần tiếp theo